Xin chào các anh chị ạ. Thì hôm nay thì em sẽ tiếp tục làm cái video là hướng dẫn anh chị là cách kết nối con camera V380, mẫu camera với cái độ phân giải cao nhất hiện tại nha anh chị, là độ phân giải là 5.0 megapixel. Thì như trước mặt anh chị có thể thấy là bên em thì mẫu V380 thì nó sẽ có 3 mẫu sản phẩm. Đó là V380 cái mẫu camera trong nhà và 2 mẫu V380 ngoài trời anh chị nhé. Thì đối với mẫu ngoài trời á, thì nó phân khúc thành hai dòng thị trường, là mẫu camera loại cố định nè, như anh chị thấy á, mẫu cố định, và cái mẫu camera V380 ngoài trời là có thể xoay cho mình là 360 độ. Thì đối với mẫu cố định thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là 4 râu bắt sóng wifi anh chị nhé, 4 râu bắt sóng wifi. Còn cái mẫu xoay được thì sẽ hỗ trợ cho anh chị là 2 râu bắt sóng wifi. Dạ rồi, thì em sẽ không có nói vòng vo nữa, thì em sẽ đi vào vấn đề chính luôn nhé. Thì em sẽ hướng dẫn anh chị là cách kết nối con V380 này trên cái thiết bị điện thoại di động của mình anh chị nhé. Thì đi kèm theo sản phẩm thì lúc nào cũng vậy, bên em sẽ có trọn bộ sản phẩm cho anh chị là dây nguồn nè, cốc sạc đầy đủ cho mình hết để cho mình có thể kết nối được. Bên em thì có kèm cho thêm cho anh chị là đế nguồn và cái bộ ốc vít để mình gắn lên tường á. Thì anh chị mua về thì chỉ cần lắp đặt và sử dụng thôi, không cần phải mua thêm cái gì nữa hết, nên là mình cứ yên tâm mình mua hàng bên em thôi anh chị nhé. Rồi thì bắt đầu mình cắm điện cho con camera. Thì anh chị lưu ý giúp em là trong quá trình kết nối thì mình cắm điện, mình kết nối được con camera này rồi thì mình mới cắm thẻ nhớ nha, chứ mình đừng có cắm thẻ nhớ trước nha. Thì camera này thì nó có hỗ trợ cho mình là cái cổng cắm dây điện phía đằng sau này, nút reset, và có hỗ trợ thêm cho mình là cái cổng để mình cắm dây mạng LAN vào. Thì đối với mẫu cắm dây, cái cổng cắm dây mạng LAN này thì nếu nhà anh chị nào wifi yếu quá hoặc là xa quá đó thì mình mới sử dụng thôi. Còn camera này thì nó có thể bắt sóng wifi, nó kết nối rồi, không cần phải cắm dây mạng đâu. Hai bên hông thì nó có hỗ trợ hai cái loa để đầm loại hai chiều đó. Thì hỗ trợ khe cắn thẻ nhớ là phía trên chỗ đầu camera nè, anh chạy đẩy mắt camera cho nó ngước lên trời đó, là mình có thể thấy cái khe gắn thẻ nhớ nhé. Thì bây giờ mình bắt đầu mình cấp nguồn cho con camera này nhé. Thì anh chị cắm ổ nguồn phía sau này đó, mình cắm vào sát bên cái dây cắm nguồn thì nó sẽ có nút reset á. Khi anh chị cắm nguồn vào để mình biết có vào điện hay không á, thì khi cắm vào thì hai cái đèn phía sau chỗ cổng bằng lan này nó sẽ sáng lên là nó đã có điện vào cho con camera rồi. Thì anh chị bắt đầu mình thao tác kết nối thôi. Dạ rồi, thì bây giờ mình bắt đầu sử dụng cái chiếc điện thoại của mình để mình tải phần mềm camera về để kết nối với camera anh chị nhé. Thì nếu anh chị nào dùng điện thoại iPhone rồi đó thì mình vào App Store để tải phần mềm về giúp em. Còn nếu mà anh chị nào dùng điện thoại hệ Android á, thì mình vào cửa hàng Sắc Play á để mình tải phần mềm về nhé. Dạ rồi, cái này em sẽ vào App Store nè, sau đó mình bấm vào cái mục tìm kiếm nè. Anh chị nhập giúp em cái dòng chữ là V380. Anh chị thấy đỏ mà V380 Pro nhé. Thì cái tên của phần mềm á, thì em sẽ để bên góc bên tay trái nè, anh chị chỉ cần bấm theo cái tên mà em nhập trên đây á, là được nhé. V380 Pro, rồi bấm tìm kiếm giúp em. V380 Pro. Đây là cái hình đại diện của phần mềm nè, anh chị chỉ cần là tải về giống như cái hình đại diện em đang tải được nhé. Cái này thì hiện tại thì em đã tải về rồi, còn nếu anh chị nào chưa tải thì bấm cài đặt hoặc là tải về để mình kết nối nhé. Sau khi tải về rồi thì anh chị bấm vào phần mềm giúp em. Thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì nếu mà anh chị nào đã có tài khoản của con V380 Pro rồi thì mình không cần phải đăng ký nữa nha. Còn nếu mà anh chị nào mới mua hàng, chưa dùng cái loại V380 Pro thì anh chị bấm vào cái mục đăng ký người dùng giúp em. Rồi cái này mình bắt đầu bấm, mà anh chị thấy cái chỗ mà lựa chọn khu vực không ạ? Lựa chọn khu vực á, thì anh chị bấm vào cái dấu mũi tay như nè. Rồi mình chọn khu vực châu Á giúp em. Rồi bấm OK. Rồi chỗ email đây thì anh chị nhập cái Gmail của anh chị vào thôi. Anh chị lưu ý giúp em là nhập đúng cái tên Gmail nhé. Nếu mà anh chị nhập sai thì nó sẽ không có gửi cái mã xác nhận về để mình đăng ký á. Rồi sau khi anh chị nhập Gmail, anh chị kiểm tra lại một lần nữa xem đúng chưa. Nếu mà đúng rồi thì anh chị bấm vào cái mục lấy mã xác nhận giúp em. Rồi sau khi nó gửi cái mã vào cái số điện thoại của Gmail của mình á, thì mình nhập cái mã vào thôi nhé. Rồi bấm bước tiếp theo là được nhé. Anh chị bấm vào cái mục bước tiếp theo này thì nó sẽ đăng ký tài khoản thành công. Rồi qua chỗ cái phần đăng nhập, mình đăng nhập cái tài khoản cái Gmail hồi nãy á, với lại cái mật khẩu hồi nãy mình tạo vào là được nhé.
Rồi thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này, anh chị thấy không ạ? Rồi thì mình bấm vào cái dấu cộng ở giữa màn hình nè, hoặc là dấu cộng ở góc bên phải đây, thì hai cái dấu cộng này thì nó như nhau thôi, anh chị muốn bấm cái dấu cộng nào cũng được hết. Rồi bấm vào dấu cộng nè, anh chị chọn cái mục là camera thông minh wifi này, cái mục đầu tiên thì anh chị thấy không ạ? Bấm vào giúp em. Rồi anh chị bấm vào cái dòng chữ là kết nối điểm phát sóng AB này, rồi anh chị nhập cái mật khẩu wifi nhà anh chị vào nhé. Lưu ý với em là nhập đúng mật khẩu nha, tại vì anh chị nhập sai mật khẩu thì camera nó không kết nối được đâu. Nếu mà anh chị nào dùng điện thoại iPhone á, thì nếu mật khẩu wifi mà của mình á là chữ á, thì anh chị để ý xem mấy chữ cái đầu tiên của mật khẩu wifi nhà mình là viết thường hay viết hoa nha. Tại vì iPhone nó thì thường nó sẽ viết tự động viết hoa cái chữ cái đầu tiên á, nên là anh chị kiểm tra kỹ phần này giúp em. Điện thoại anh chị thì lưu ý là phải tắt 3G 4G đi hết. Tắt 3G đi giúp em nhé. Rồi anh chị bấm OK. Rồi kết nối điểm AB anh chị chọn vào giúp em. Rồi anh chị sẽ chọn vào một cái wifi mà không có mật khẩu nè. Nó có cái chữ MV với lại một cái dòng ID của sản phẩm phía sau nè. Nó sẽ trùng với cái dòng ID phía dưới đích camera này nè, anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi sau khi anh chị mà kết nối được wifi con camera thì anh chị bấm quay trở về cái camera giúp em. Quay trở về phần mềm giúp em nha, xin lỗi em nhầm nhé. Rồi thì camera nó sẽ bắt đầu nó thao tác nó kết nối thôi. Anh chị đợi trong tầm 1 phút 2 phút rồi đó, là lâu rồi. Thì nó sẽ kết nối được thôi. Rồi thì camera nó đã kết nối thành công rồi nè, anh chị đặt tay nó thôi. Thì nó có 8 cái tên mẫu của nhà sản xuất nè. Anh chị muốn chọn vào những cái tên mẫu này thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà anh chị muốn tự đặt tên cho con camera nhà mình đó, thì anh chị bấm vào thiết bị tự chọn nè. Chị bấm tên ưng đặt tên gì mình bấm tên đó thôi. Rồi em bấm là camera Ngọc Diệp nhé. Camera Ngọc Diệp. Rồi anh chị bấm vào chữ hoàn thành giúp em. Rồi mình bấm vào xem camera. Cái bước này khi mình bấm vào xem camera để cái tính bảo mật nó cao hơn á, thì nó sẽ bắt mình đặt thêm một cái mật khẩu thêm một lần nữa, thì anh chị bấm cài đặt mật khẩu giúp em nè. Rồi anh chị nhập mật khẩu vào, thì anh chị lưu ý giúp em cái mật khẩu này là cái mật khẩu camera, nên là anh chị không có nhập, đừng có nhập trùng với cái mật khẩu tài khoản chị nhé, nhập khác mật khẩu tài khoản giúp em. Anh chị sau khi anh chị nhập rồi, anh chị kiểm tra lại xem thử mật khẩu phía trên phía dưới nó trùng chưa. Nếu mà trùng rồi thì mình bấm vào OK giúp em. Rồi bây giờ thì mình bấm vào mình xem camera thôi. Đó, mình điều khiển là camera nó xoay theo ý muốn mình. Camera này nó khá rất là nhạy luôn. Đó, anh chị thấy em điều khiển nó xoay rất là nhanh luôn. Đó. Đây là mới chế độ HD thôi nhé. Anh chị muốn xem hình ảnh nó rõ hơn thì bấm vào chữ HD, nó sẽ qua chế độ HD, hình ảnh nó sẽ rõ hơn. Anh chị muốn phóng to xem hết màn hình thì bấm vào cái nút đây bên góc phải đây, bấm vào nó xem hết màn hình luôn. Đó, anh chị vuốt, anh chị điều khiển đâu là camera nó xoay theo đó. Rồi anh chị muốn nghe camera thu âm thanh lại nó phát qua điện thoại để cho mình nghe được thì bấm vào cái mic đây. Anh chị thấy mà, anh cái mic nè, bấm vào. Alo alo. Đó, nó thúc phát lại nó, camera thu lại âm thanh nó phát qua điện thoại cho mình để mình nghe á. Giờ thì video em hướng dẫn anh chị kết nối con camera V380 Pro này á, thì đến đây thì em xin kết thúc video tại đây. Thì nếu mà anh chị nào mà thấy video này nó hữu ích, thấy video này nó hay á, thì anh chị cho em xin một cái lượt đăng ký nha. Nếu mình có thời gian thì anh chị nhấn vào cái nút chuông bên cạnh á, để khi mà bên em đăng những video mới tiếp theo á thì anh chị có thể trực tiếp xem ngay nhé. Thì nếu video này em làm mà có chỗ nào sai sót thì mong anh chị bỏ qua và góp ý với em, để có gì em làm những video sau sẽ tốt hơn nhé. Thì hiện tại như anh chị có thể thấy á, em xin quảng cáo một tí nhé. Dạ thì em xin quảng cáo một tí nhé. Thì như anh chị có thể thấy là con V380 Pro này thì bên em có cái mẫu camera trong nhà ngoài trời hết, nên là nếu anh chị nào đã gắn một con V380 Pro trong nhà rồi, mình cảm thấy nó ưng ý, cảm thấy nó hài lòng á, anh chị muốn lắp những cái con ngoài trời nữa thì anh chị liên hệ bên em nhé. Thì bên em sẽ có cùng tư vấn cho anh chị những cái mẫu camera ngoài trời như cái loại cố định bên đây và cái mẫu có thể xoay được bên đây cho anh chị nhé.
Thì sản phẩm anh em thì sẽ bảo hành cho anh chị là trong vòng 1 năm, nên là mình cứ yên tâm trong quá trình sử dụng thôi. Số điện thoại hotline bên em là 028 222 35 321. Còn địa chỉ cửa hàng bên em là ở 8-7B Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị nào có nhu cầu muốn mua hàng hay là muốn đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo sản phẩm thì mình cứ qua địa chỉ cửa hàng bên em nhé. Dạ rồi, thì video hôm nay thì em xin kết thúc tại đây. Nếu mà anh chị nào muốn là em ra những video về camera, những video về hướng dẫn cái gì thì anh chị cứ bình luận phía bên dưới, em sẽ đáp ứng nhu cầu của anh chị để ra những video mới nhất nhé. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.